Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các cái video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và tiếp nối cái chương trình mà Shop Kiên Trung làm ngày hôm qua, thì ngày hôm nay thì shop em lại muốn giới thiệu với các bác một số cái cặp loa mà ngày hôm nay muốn muốn thanh lý và giảm giá cho các bác, để các bác có thể sở hữu cho mình những cái cặp loa chất lượng. Hôm nay thì shop em có 7 cái cặp loa. 7 cái cặp loa mà tất cả những cặp loa này đều là liên nguyên bản và hoạt động hoàn hảo, không bị lỗi lầm gì các bác nhé. Nhưng mà em sẽ giảm giá để đón cái lô hàng mới chuẩn bị về. Thế nên là cái giá cũng rất là tốt. Đầu tiên cặp loa số 1 thì muốn giới thiệu với các bác, đây là một cặp loa của hãng Yamaha. Nó có model là NS670. Cặp loa này thì còn rất là đẹp luôn. Gông kiềng còn khá là sáng với những dòng loa như thế này. Đấy. Nó màu màu vân gỗ nhá, gỗ lạng luôn. Một bát 25, màng giấy, gân vải, kiềng xưng đúc, một con trung 14 cm và một con chép dom 10 cm. Loa thì có tinh chỉnh của hai cái giải mic và giải chép. Cặp loa này có chiều cao là 68, chiều rộng là 34, chiều sâu là 33, khá là nặng. Cặp loa này cũng nặng khoảng xuyên soát 40 cân, khoảng 40 kg một cái cặp loa này. Đây là một trong những dòng loa của Yamaha. Nên các bác nghe cái dòng Yamaha này thì âm thanh rất là trung thực và cũng rất là dễ phối ghép. Loa thì đẹp xuất sắc rồi. Liền kề seri các bác nhé, trùng seri luôn. Căng lưới đầy đủ. Với cặp này thì shop em để cho các bác với giá rất là tốt này. Chỉ có 4,2 triệu đồng với cặp Yamaha NS670. 4,2 triệu đồng cho cặp loa bát 25. Đấy. Thùng gỗ lạng rất là đẹp, đầy đủ, zin nguyên bản luôn. Không lỗi lầm gì các bác nhá. Chuyển sang cặp loa số 2. Đây là một cặp loa của hãng Pioneer, có cái model là Pioneer S140. Cặp này thì cao 62 cm, rộng 38 và sâu 33 cm. Loa cũng khá là nặng. Loa gồm một bát 25, màng giấy, gân mút và một con chép dom rất là lớn luôn. Loa thì cũng có lỗ thở đằng trước, thùng xi lạng các bác nhé, thùng xi lạng như là những cái dòng S180A hoặc là 180 trơn. Đây là một trong những cái dòng loa mà theo cái đầu số S, là một cái dòng loa mà series loa của Pioneer là cũng là khá là đắt tiền. Thế nhưng mà cái dòng cặp này thì hôm nay về tại shop Kiên Trung và em thanh lý cho các bác. Loa thì không có lỗi lầm gì cả. Thùng vách đẹp, xuất sắc luôn. Loa thì công suất là 80W, trở kháng 6,3, công suất đáp ứng đầu vào là 40W, lỗ thở đằng trước. Loa khá là đẹp, chất âm hay. Với những dòng Pioneer đời S như thế này thì các bác nghe Boro rất là tốt luôn. Cặp loa về trong tình trạng vuông vắn, đầy đủ, lưới e căng đẹp. Nói chung là những cặp này là đẹp, không lỗi lầm gì. Shop em để cho các bác với cái giá cũng chỉ có 4,2 triệu đồng. 4,2 triệu đồng cho cặp loa Pioneer S140. Giảm giá cực sâu luôn. Những cặp này trước đây cứ phải là 4 triệu 8, 5 triệu, thậm chí là 5 triệu rưỡi. Chuyển sang cặp loa thứ 3 là một cặp loa của hãng Diatone. Cặp này có model là DS32BMK2. Dòng này thì quá là hay rồi. Trong tầm tiền bát 25, một con trung 12 và một con chép dom 10 cm. Loa cũng có cái tinh chỉnh cho giải mic và giải chép, lỗ thở phía trước. Thùng gỗ lạng nặng trịch luôn, tất cả dòng Diatone này đều là xưng đúc hết các bác nhé. Con này thì zin nguyên bản tuyệt đối,
không spa, không tuốt tát, tất cả những dòng loa của Sốc Kiên Trung thì không có spa, tuốt tát gì cả. Đấy. Gồng kiềng thì có dấu ấn theo thời gian. Những cặp này trước đây thì cứ 3 triệu 8 bán phát mất ngay. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em để cho các bác với giá cực kỳ tốt luôn. 3,2 triệu đồng cho cái đia tôn DF32B MK2 đầy đủ căng lưới các bác nhá, đẹp nhá. Chứ không có lở loét, không phải là cái hàng mà em thanh lý mà nó lở loét đâu. Hàng đẹp luôn. Đây là hàng em giảm giá để đón lô hàng mới chứ không phải là những cái hàng lỗi. Hàng lỗi thì em sẽ bán riêng. Đấy là cặp loa số 3 đia tôn DF32B MK2 giá chỉ có 3,2 triệu đồng. Tiếp theo là cặp loa số 4, một cặp loa của hãng Pioneer. Pioneer SI7. Cặp này thì nó là phân khúc cao cấp rồi. Đây là một trong những cái cặp loa mà nghe Bolero đáng tầm đồng tiền bát gạo nhất với tầm giá dưới 10 triệu. Loa thì đẹp xuất sắc luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Kiềng gông đẹp, thùng vách đẹp, em bao đẹp xuất sắc cho các bác đầy đủ căng lưới. Cặp này thì thời gian gần đây thì có rất nhiều shop bán nhưng mà cũng chưa có bao giờ có cái giá dưới 8 triệu đồng cả. Và ngày hôm nay thì cặp loa Pioneer SI7 tại Shop Kiên Trung. Shop Kiên Trung bán với giá chỉ có 7,8 triệu đồng. 7,8 triệu đồng cho cặp loa SI7. Giá chỉ có tại Shop Kiên Trung. Bao zin bao xịn, có bảo hành 3 tháng cho các bác. Pioneer SI7 đẹp xuất sắc. Bác nào quan tâm thì em sẽ chụp ảnh chi tiết gửi cho các bác. Đây, các cái gông kiềng của nó này, chép điện nhá, công suất là em nói luôn chiều cao của cặp này. Cặp này có chiều cao là 80 cm, chiều rộng là 37 và chiều sâu là 33. Loa gồm một bát 25 màng giấy gân mút đã thay, một con chung 14 cm và một con chép điện. Đây là một con chép điện mà rất đáng giá, mà rất thành công của hãng Pioneer. Nó được gắn lên con SI7. Thường những dòng S, tất cả những dòng S của Pioneer là những dòng cao cấp. Loa thì có lỗ thở đằng trước, công suất là 150W, chở kháng là 8 ohm. Con này là chở kháng tiêu chuẩn 8 ohm, công suất khỏe 150W. Nên các bác đánh những cặp loa như thế này rất là hay. Trước đây những cặp loa Pioneer SI7 như thế này thì toàn 9 triệu rưỡi và trên 10 triệu thôi. Và cách đây chỉ có 1-2 tháng thì Shop Kiên Trung vẫn cứ bán là 8 triệu rưỡi và 8 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì còn một cặp này thì em bán nốt với giá 7,8 triệu đồng. Rất đẹp nha, đẹp xuất sắc luôn. Đó là cặp loa số 5. Đây là cặp loa số 4. Chuyển sang cặp loa số 5. Cũng một cặp loa của hãng Pioneer. Bát 30. Màng giấy gân vải xếp. Đây là cái keo... keo của cái vải vải xếp ngâm tẩm dầu, nó còn chảy ra như này này. Cái này thì vệ sinh cái là hết ngay. Nhưng bên em vẫn để nguyên như thế này để chứng tỏ cho các bác là những cặp loa này về tại Shop Kiên Trung là zin nguyên bản, chưa spa, thậm chí là chưa lau chùi luôn. Pioneer CS F900. Loa thì sở hữu ống bát 30, 4 loa trên 1 tấn thùng, một con chung 14 cm bằng giấy gân vải. Và hai con chép đo đó, tinh chỉnh phía đằng trước. Mặt loa thì có cái chân tầm khoảng 7 cm, tất cả nẹp nhôm đó. Nẹp nhôm ở cái chân này rất là đẹp luôn, zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Thùng vách đẹp, hoạt động hoàn hảo, không spa, không tuốt tát gì cả. Shop Kiên Trung đang bán với giá chỉ có 7,5 triệu đồng. 7,5 triệu đồng cho cặp loa Pioneer CS F900, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh đẹp xuất sắc. Đó, em sẽ bao đẹp cho các bác. Chuyển sang cặp loa thứ 6 là cặp loa cũng của Pioneer. Pioneer CS F7100. Cao là 80, một bát 25 màng giấy gân vải, một con chung 16 và một con chép điện. Đó, con chép điện rất là đẹp luôn, dòng CS 7100 và 9100. Thì là một trong những cái dòng có con chép này rất là gấu luôn, lỗ thở đằng trước. Thùng thì thùng
thùng xi vân gỗ các bác nhá, hơi bóng một chút đó, và rất là đẹp luôn. Tí nữa sẽ em sẽ quay một loạt phía đằng sau cho các bác xem để em giới thiệu cái mặt trước của nó đã. Cái cặp loa CS 7100 này rồi thì chỗ em cũng đã bán nhiều rồi, và em nói luôn bao zin bao xịn, chép điện zin nha các bác nhá. Chúc em ngày hôm nay giao lưu để cho các bác với giá chỉ có 5 triệu đồng. Pioneer CS 7100 có giá chỉ 5 triệu đồng. Và cặp loa cuối cùng cũng là một dòng của Pioneer CS F7000, quá quen thuộc rồi. Bát 25 màng giấy gân vàng, chung giấy chép giấy hát karaoke thoải mái, công suất là 70W một chiếc, có chiều cao là 72, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 33. Thùng xi gỗ đen các bác nhá, xi đen. Rất là đẹp luôn. Gân vải mềm nhũn luôn. Hát thoải mái với cái dòng chép giấy chung giấy này, hát thoải mái luôn. Còn cái dòng chép điện thì em cũng phải lưu ý với các bác này. Tốt nhất là các bác không hát. Còn nếu hát như con SI7 này ấy, thì các bác phải có cái vang chống rú rít và không được rít mic thì các bác mới hát được. Còn nếu mà các bác chỉnh mà rít mic thì kể cả những các loại như bốt có đèn chống cháy thì nó đều tèo hết các bác nhá. Như cặp CS F700 này hát thoải mái luôn. Công suất 70W. Với cặp CS F700 thì ngày hôm nay thì shop em cũng để cho các bác với giá rất là tốt luôn. Nhưng cặp này thì em cũng chỉ để cho các bác với giá 5,2 triệu đồng. 5,2 triệu đồng, bát 25 màng giấy gân vải. Đẹp nhá, chứ không phải là hàng lỗi đâu các bác nhá. Em giảm giá để đón lô hàng mới thôi. Sau đây thì em quay phía đằng sau của những cặp loa này cho các bác xem. Rất là đẹp luôn. Đây là cái vết băng dính của nó thôi nhá, chứ không lở loét, không phải rôm rỉ lở loét mà em phải bán thanh lý đâu, không. Cái này là hàng, này là hàng hàng đẹp. Đó, rất đẹp rồi. Cặp F7100 cũng thế này. Đó, công suất là 70W. Nói chung đầy đủ cầu loa, thùng vách đẹp. Rồi, còn F900 đẹp tinh luôn. Giá chỉ có 7,5 triệu đồng F900. Mã số đây. Đẹp hoàn hảo luôn. Nói chung là rất là đẹp. Shop Kiên Trung bao zin bao đẹp cho những cặp loa như thế này. Giá thì em đã thông báo cụ thể với các bác rồi. Thế còn bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Các bác nào ở khu vực Hà Nội thì qua shop em tại số nhà 24 ngõ 562 Phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp nghe và test sản phẩm. Các bác nào ở xa thì shop em sẽ chụp ảnh chi tiết những cái sản phẩm mà các bác quan tâm để gửi cho các bác có cái nhìn trực quan nhất về cái sản phẩm của mình quan tâm. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác lưu ý với em, như có những cặp loa mà nó nặng 6-70 cân, thậm chí hàng tạ thì em không thể bao ship được. Các bác hết sức thông cảm. Giá này là giá căng đét rồi. Em đã giảm giá để thậm chí là có những cái cặp loa mà lỗ vốn thì em giảm giá để em đón những cái lô hàng mới sắp về. Thì các bác hết sức thông cảm với cái giá như thế này thì xin vui lòng không mặc cả. Video của ngày hôm nay, shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Và em xin nhắc lại, tất cả những sản phẩm của bên shop Kiên Trung bán ra thì đều có bảo hành và đều bao zin bao xịn. Shop Kiên Trung có địa chỉ rõ ràng, không úp mở về giá, không úp mở về tình trạng loa. Rất mong các bác ủng hộ. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo.